Đây đã chúc phước cho nhau buổi sáng hôm nay chưa? Thêm một lần nữa quay sang bên trái bên phải chúc phước cho nhau. Buổi sáng hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cảm ơn Chúa. Tôi sẽ chia sẻ cho mấy chị em một cái chủ đề để phù hợp cho cuối năm để chúng ta chuẩn bị bước sang một năm mới, đó là rời bỏ cái cũ để bước vào cái mới. Làm thế nào để quý vị có thể đến nơi này nếu quý vị không rời nhà của mình? Làm nào để chúng ta đến, có thể đến hội thánh buổi sáng hôm nay nếu chúng ta không sẵn sàng rời bỏ cái chăn ấm mà chúng ta đang đắp trong ngày chủ nhật? Chúng ta thức dậy, chúng ta đánh răng rửa mặt ăn sáng và nhanh chóng đến đây. Amen. Phải có một cái quyết định rời bỏ cái chỗ đang ở, cái cũ của mình thì mới có thể tiến tới cái đích mà chúng ta muốn đến. Phần lớn mọi người trong thế giới này họ chỉ dừng lại ở việc ước muốn mà không tiến được tới đâu vì nó không có bước hành động. Buổi sáng ngày hôm nay cũng như là mấy ngày trong tuần này, người tôi không được khỏe, nằm ở trên giường thì cứ muốn nằm ở đó cho đến tận 9-10 giờ mới dậy. Nhưng mà mình phải dậy vì ngày hôm nay là ngày thờ phượng Chúa và mình lại phải phục vụ Chúa nữa cho mình phải dậy. Và để có thể dậy được thì mình phải có một cái quyết tâm để mà nói với tâm trí mình rằng là không bị lệ thuộc bởi cái mệt mỏi của cơ thể, không bị lệ thuộc bởi cái chăn ấm mà mình đang đắp, bước nó ra, bước ra khỏi giường thì sẽ có sức sống. Amen. Lời của Chúa trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu số 17, lời Chúa nói: vậy nếu ai ở trong Chúa Giê-xu Christ thì mọi sự đều, đó là người được dựng lên nên mới và những sự cũ đã qua và tất cả mọi cái đều trở nên mới. Đây là một câu kinh thánh hay và rất là quen thuộc đối với mỗi chúng ta. Tất cả những ai ở trong Chúa Giêsu, ai là người ở trong Chúa Giêsu? Ai ạ? Ai tin Chúa Giêsu là người ở trong Ngài thì đó là người được dựng nên mới. Những sự cũ đã qua và mọi sự đều trở nên mới. Chúng ta thấy có hai vế của kinh công. Cái cũ không qua thì cái mới không bao giờ đến. Khi chúng ta tin nhận Chúa Jesus Christ thì Ngài bước vào trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có một cái từ rất là hay Kinh Thánh dùng, đó là gì? Từ tái sinh. Tái sinh là gì ạ? Sinh lại chứ không phải sống lại. Phục sinh mới là sống lại. Tái sinh là sinh lại. Và khi chúng ta tin Chúa Giêsu thì chúng ta trở lên một người mới hoàn toàn. Nên khi Chúa Giêsu dùng cái câu đó với Nicodem, một ông giáo sư người Do Thái lớn tuổi rồi, thế ông ấy bảo rằng thế già như tôi chẳng lẽ chui về lòng mẹ là sinh lại. Nhưng ý của Chúa Giêsu không phải là sinh lại về phần thân thể mà sinh lại về gì? Về tâm linh. Khi tâm linh của một người có Chúa thì người đó được sinh lại, có nghĩa là giống trở nên một em bé. Một em bé khác gì với một người lớn tuổi? Một em bé thì là mới được ra đời, thân thể mới, tâm trí mới, tất cả mọi cái đều mới. Và Chúa dùng cái hình ảnh đó để nói cho những người nào ở trong Chúa Giêsu đó. Còn khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta trở nên giống như một em bé đó, hoàn toàn là mới.
cái gì cũng mới hết đối với một em bé mới được sinh ra. Và Chúa ban điều mới cho chúng ta để làm gì? Để cho mỗi một chúng ta biết một điều rằng chúng ta có thể sống với điều mới đó và không còn bị lệ thuộc vào điều cũ nữa. Trong sách Ca Thương đoạn 3 câu số 22-23 xin giúp tìm hiểu. Ấy là sự nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt, vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín của Ngài thật là lớn. Chúng ta có cái bài hát là mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, cho ai kêu cầu danh Chúa. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, cho ai kêu cầu danh Ngài. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Các bạn anh chị em, chúng ta thấy rất là kỳ diệu khi Chúa tạo lên thế giới này, thì Ngài tạo lên một ngày có bao nhiêu giờ? Có 24 giờ thôi. Đôi khi những người là yêu thích công việc thì tôi chỉ mong ước là một ngày có 48 tiếng chứ không phải, à xin lỗi, một ngày có 48 tiếng chứ không phải là 24 tiếng. Vì mình luôn luôn muốn làm được nhiều việc. Nhưng mà Chúa chỉ cho 24 tiếng trong một ngày thôi. Để làm gì? Chúng ta vẫn có thể làm được việc, nhưng mà bước sang một ngày mới, chúng ta lại nhận được tình yêu tươi mới từ nơi Chúa, sức mạnh tươi mới từ nơi Chúa để làm việc hiệu quả hơn. Còn nếu một ngày mà chỉ có một ngày mà có 48 tiếng thì chúng ta sẽ làm việc 48 tiếng đó với một tình yêu của mới của Chúa vào giờ đầu tiên. Nhưng mà đến giờ thứ 23, giờ 24 chúng ta mệt mỏi thì chúng ta lại chuẩn bị bước sang một ngày mới, chúng ta nhận tình yêu tươi mới từ nơi Chúa. Mỗi một buổi sáng thức dậy, ông bà anh chị em mở mắt ra, điều đầu tiên chúng ta nghĩ tới là gì? Đối tượng đầu tiên chúng ta nghĩ tới là ai? Là Chúa. Và chúng ta nghĩ tới điều gì từ đây Chúa? Chúa ơi, lại một ngày phải mệt mỏi, lại một ngày phải làm việc, lại một ngày con phải sống, lại một ngày con phải đối mặt với nạn nè. Không, Kinh Thánh nói rằng là mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, và sự thành tín của Ngài thật lớn hơn thay. Cho nên mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy, Chúa, cảm ơn Chúa. Con không biết một ngày nó sẽ như thế nào, nhưng con biết ngày hôm nay là con Chúa đi cùng. Con không biết là ai con sẽ gặp, nhưng mà dù ai con gặp đi chăng nữa thì đó cũng là người Chúa cho phép con gặp. Xin hãy cho con có thể yêu được những người đáng ghét, thương được những người không đáng thương. Amen. Lạy Chúa, ngày hôm nay con không biết là công việc gì con sẽ phải đối diện, nặng nề hay là nhẹ nhàng, nhưng nếu nó nặng nề, hãy ban cho con sức mạnh để có thể làm trọn công việc đó. Vì Kinh Thánh nói là mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Tình yêu thương của Chúa lại ban cho chúng ta một cách tươi mới. Sự thành tín của Chúa lại ban cho chúng ta một cách tươi mới. Amen. Mỗi một ngày lại mới, chúng ta có thể kinh nghiệm tình yêu tươi mới, sự tốt lành tươi mới từ nơi Chúa. Giá chi như mỗi một ngày mắt thuộc linh chúng ta đều có thể mở ra để nhìn thấy hết những gì đang diễn ra xung quanh, thì tôi nói với ông bà xem chúng ta sẽ cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Quý vị đã nghe câu chuyện dấu chân trên cát chưa? Đây là câu chuyện khá là nổi tiếng, được in ở trong các cái tờ lịch, rồi các cái tờ người ta hay làm poster đấy. Đây là bán khắp nơi, ra sân bay, tôi đi ra sân bay cũng gặp người ta in cái câu chuyện dấu chân trên cát. Đây là cái câu chuyện mà anh chàng này, anh ấy cứ than vãn với Chúa. Chúa ơi Chúa, sao cuộc đời con khổ thế? Chúa ơi Chúa, tại sao con đi với Chúa những lúc dễ dàng thì Chúa ở cùng, và những gian nan, hoạn nạn, khó khăn thì chả thấy Chúa đâu cả. Thế một ngày kia anh nằm mơ một giấc mơ, anh đang đi bộ ở trên cát. Anh đang đi bộ ở trên cát thì thấy Chúa nắm tay anh ấy đi cùng. Rồi đang đi vui vẻ, hai thầy trò đi cùng với nhau ở trên bãi cát, vui hưởng bãi biển như vậy, thì đột nhiên có sóng gió, bão nổi lên. Khi sóng gió bão nổi lên thì anh ấy không thấy Chúa đâu hết. Mà anh lại trách Chúa tiếp. Chúa ơi sao giờ này con cần Chúa mà không thấy Chúa đâu. Thế Chúa mới nói với anh, con này, con nhìn lại cái dấu chân ở trên cát, đấy là dấu chân của con hay là dấu chân của ta? Thế thì anh nhìn lại đấy không phải dấu chân của mình mà dấu chân của Chúa. Có nghĩa rằng lúc bão tố xảy đến là Chúa đã bồng anh ấy trên tay rồi.
cuộc đời của chúng ta. Đôi khi thì chúng ta cứ mong đợi Chúa phải làm cho mình cái gì đó theo cách của mình. Nhưng mà dù Chúa không làm cho chúng ta theo cách của chúng ta cũng biết một điều rằng Chúa luôn luôn bảo vệ cuộc đời của chúng ta. Amen. Chúng ta mong đợi là cầu nguyện với Chúa để cho mình được đi định cư nước ngoài. Thế rồi Chúa trả cho định cư nước ngoài thì cũng chán Chúa, cũng buồn Chúa. Chúng ta mong đợi cầu nguyện để xin Chúa giúp cho con của mình đỗ trường đại học này, đại học kia. Rồi con của mình chẳng đỗ, thậm chí còn trượt đại học nữa. Mình cũng chán Chúa. Và đưa cho Chúa một loạt những cái mong đợi. Và khi Chúa không đáp ứng cái mong đợi theo như mình cầu xin thì chán. Rồi theo Chúa chả được cái gì mình mong muốn ấy. Nhưng mà ông bà chị em ơi, Kinh Thánh nói rằng mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngày thật. Chúa không ban cho chúng ta điều mà chúng ta mong muốn, có nghĩa rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta điều tốt hơn cả điều chúng ta mong muốn. Chúa biết rằng nơi nào là nơi tốt nhất để chúng ta được sinh ra. Không phải tình cờ chúng ta sinh ra ở Hải Phòng, không phải tình cờ bạn sinh ra ở Thủy Nguyên. Tất cả không phải là sự tình cờ. Chúa biết nơi đấy là nơi tốt nhất mình được sinh ra. Và Chúa biết nơi tốt nhất để chúng ta sinh sống và làm việc. Và điều mà chúng ta làm mỗi ngày đó là buổi sáng thức dậy cảm tạ. Ở đây có những ông chồng, có những đàn ông. Xin hỏi quý vị, đàn ông có thích phụ nữ cảm ràm không? Lắm bằng. Người miền Nam gọi là cảm ràm. Tôi bị nhiễm quá nhiều từ Việt Nam. Có thích thì phụ nữ làm bầm không ạ? Chúa cũng rất ghét những người làm bầm. Cho nên buổi sáng thức dậy, thay vì bắt đầu bằng một lời kêu ca sao mệt quá, cảm ơn Chúa hôm nay con mệt, thì con lại kinh nghiệm được sức thiêng từ nơi Ngài. Amen. Thay vì đấy kêu ca chán quá, nay lại thiếu tiền, cảm ơn Chúa vì con thiếu tiền để con được kinh nghiệm Ngài là Jehovah Jireh, là đấng chu cấp cho con. Amen. Cảm ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì mỗi buổi sáng lại mới luôn. Mỗi buổi sáng Chúa lại ban cho chúng ta một phước hạnh tươi mới, một cái điều gì đó tốt đẹp mới mẻ, cho chúng ta có quyền để trông mong cái điều tốt đẹp đấy. Và khi mà chúng ta nhận được cái sự tốt đẹp của những ngày tươi mới đó thì chúng ta không còn bị ràng buộc vào những cái của ngày hôm qua nữa. Chúa tạo nên cái chu kỳ đầu tiên, đó là chu kỳ của ngày 24 tiếng, để hết 24 tiếng đó là chúng ta bước sang một chu kỳ mới phước hạnh từ nơi Chúa. Amen. Trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 26-27, chúng ta cùng nhau chung đọc. Vì bằng anh em chúng ta cơ lập thì chớ bảo hộ, chớ bảo thân và lo vì mình mặt trời nào, và đừng có hòa vì nhân viên gì. Sứ đồ Phaolô nói rằng nếu anh em đang giận ấy, thì chớ phạm tội. Thứ nhất là giận thì nó dẫn đến phạm tội. Giận dữ là giận là thái độ. Phạm tội là gì? Dẫn đến làm bầm. Khi mình giận bắt đầu là mồm mình nói là bầm thì lúc đấy phạm tội. Và dẫn đến hành động nữa là muốn hãm hại người khác. Hãm hại bằng nhiều cách, không phải chỉ cầm dao đâu, mà hãm hại bằng miệng cũng là một cách hãm hại. Hãm hại bằng cách bêu xấu người khác cũng là hãm hại. Giết hại người khác, lập mưu hại người ta cũng là hãm hại. Thì chớ giận và chớ phạm tội và chớ căm giận cho tới khi mặt trở lại. Bởi vì nếu như đến lúc mặt trời lặn mà vẫn tiếp tục giận thì sẽ sao? Câu số 27. Thì ma quỷ sẽ nhân dịp. Chúng ta biết rằng lời Chúa dạy trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu số 5 ấy, và các cái câu khác ấy, khi Chúa tạo dựng nên thì một ngày mới bắt đầu từ khi nào? Từ lúc mặt trời lặn của ngày hôm nay
và kết thúc vào lúc mặt trời lặn của ngày hôm sau. Một ngày mới không bắt đầu bằng lúc mặt trời mọc mà bắt đầu bằng lúc mặt trời lặn. Cho nên khi mà đến một ngày mới mà chúng ta vẫn còn giận dữ thì sao, điều gì xảy ra? Những cái tiêu cực của ngày cũ đấy sẽ bước sang một ngày mới. Và ma quỷ thì nó rất là thích níu kéo những cái xấu, những cái tệ hại của một ngày cũ sang một ngày mới. Cho nên Chúa muốn chúng ta là được tự do khỏi cái tiêu cực của ngày cũ để bước sang phước hạnh của một ngày mới. Cho nên tất cả những gì là tiêu cực, giận dữ chỉ là một trong những cái tiêu cực. Còn những cái gì tiêu cực nữa không bà anh chị em? Say sưa, nghiện ngập. Có những người nói rằng là thằng này nó không bao giờ nó có thể thoát ra khỏi đâu. Ngày mai nó lại đi uống rượu tiếp cho mà xem. Ngày mai nó đi chơi điện tử tiếp cho mà xem. Ngày mai nó đi dùng ma túy tiếp cho mà xem. Khi chúng ta suy nghĩ như vậy là chúng ta đang trói buộc chính mình và trói buộc người khác bởi những cái cũ của ngày hôm qua. Nhưng mà thực ra Chúa tạo ra một ngày có 24 tiếng để bước sang một ngày mới, là những cái điều cũ nó không còn bị, nó không còn trói buộc của chúng ta nữa. Amen. Để chúng ta có thể kinh nghiệm một ngày mới, bước vào một ngày mới đầy dậy sự tốt lành từ Đức Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Nếu mà chúng ta không sẵn sàng bỏ đi cái giận của ngày hôm qua, không bao giờ chúng ta có thể bước vào một ngày mới với phước hạnh của Chúa. Chúng ta có chu kỳ thứ nhất là chu kỳ của ngày, chu kỳ thứ hai là chu kỳ của tuần. Một tuần có bao nhiêu ngày ạ? Có 7 ngày. Và trong sách Sáng Lên Ký thì lời Chúa dạy là đến ngày thứ bảy Chúa hoàn tất công việc của Ngài và lấy ngày đó làm ngày ngày nghỉ. Ngày nghỉ bắt đầu từ hôm nào? Chiều thứ sáu và kết thúc ở chiều thứ bảy. Đấy là ngày mà chúng ta kinh nghiệm được sự trọn vẹn từ nơi Chúa. Số 7 là số trọn vẹn. Khi chúng ta bước vào kỳ nghỉ của Chúa, chúng ta bước vào trong sự trọn vẹn của Chúa, kinh nghiệm phước hạnh của Chúa và kinh nghiệm sự tự do trong tâm linh. Cho nên đấy cũng là lúc chúng ta có thể công bố sự tự do của Chúa trong mỗi một chúng ta. Và chúng ta có một chu kỳ khác, đó là chu kỳ của tháng, kéo dài bao nhiêu ngày? 29 đến 30 ngày. Chúng ta bước sang một tháng mới cũng là lúc mà chúng ta có quyền để công bố rằng tháng cũ đã qua và tháng mới sẽ là tháng của sự thành công. Tháng mới sẽ là tháng của phước hạnh. Tháng mới sẽ là tháng của tự do. Amen. Và điều này chúng ta có thể công bố trên chúng ta, trên người thân yêu của chúng ta. Và luôn luôn có hy vọng. Chúa ban cho chúng ta, ban chúng ta rất nhiều hy vọng. Nếu như mình lỡ chu kỳ của ngày thì chúng ta có chu kỳ của tuần. Nếu chúng ta lỡ chu kỳ của tuần, chúng ta có chu kỳ của tháng. Đến hết cái thời đó là chúng ta bước sang một giai đoạn mới, chúng ta công bố một hành tinh. Rồi chúng ta có một chu kỳ nữa là chu kỳ của mùa kéo dài. Bao lâu? Khoảng 3 tháng. Bây giờ chúng ta hãy xem chu kỳ của mùa trong Kinh Thánh nói gì về chu kỳ của mùa. Sách Sa-muên thứ nhì đoạn 11 câu số 1. Chúng ta cùng nhau chung đọc câu Kinh Thánh này. Qua năm mới, khi các vua thường đã đánh chiến, ta bị sai qua cùng các vua thường và các vua thường đi sẽ xây lên thành thạc. Chúng tôi ta sử dụng hà hôn và lấy lệnh các hoa, nhưng vua đã thích ở thạc thứ nhất là xa mẹn. Qua năm mới là khi nào? Còn năm mới là mùa nào? Năm mới là mùa nào? Năm mới là mùa xuân. Năm mới của người Việt Nam bắt đầu vào mùa xuân, năm mới của người Israel cũng bắt đầu vào mùa xuân khoảng tháng 3 và tháng 4. Năm mới của người Việt Nam Trung Quốc bắt đầu khoảng tháng 2, tầm khoảng đấy. Đến vào mùa xuân thì các vua thường hay đi ra tranh chiến, còn David thì lại làm gì? Ở lại. Và vấn đề ông ở lại trong thành thì đã có chuyện gì xảy ra? Ông đi dạo ở trên thành, trên nhà của mình, trên nóc thì nhìn thấy một người phụ nữ đang tắm, không quần áo. Và sau đó thì ông đã phạm tội tà dâm.
và phạm cả tội giết người là giết chồng của bà để lấy bà. Chúng ta thấy không ạ? Mùa xuân là mùa chiến trận. Thì đây là mùa để đánh quân thù và giành được chiến thắng. Ông bà chị em thấy mùa xuân của Việt Nam chúng ta có phải là mùa của chiến trận không? Để tôi nói cho ông bà chị em, mùa xuân Việt Nam cũng là mùa chiến trận. Trong năm thì thường là cái mùa nào mà có nhiều người chết nhất? Thường mùa xuân, dịp cuối năm và đầu năm, giáp giáp trong cái khoảng đấy là nhiều người bị gây, nhiều người gây ra tai nạn nhất. Trong cái thời gian nào, trong cái mùa nào mà người ta hay phạm tội nhiều nhất cũng là mùa đó. Vậy sao? Mùa xuân và mùa Tết người ta uống rượu, người ta uống rượu, người ta say rượu, người ta cờ bạc. Mùa xuân thì người ta đánh bạc nhiều hơn các mùa khác, người ta uống rượu nhiều hơn các mùa khác, người ta phạm tội tà dâm nhiều hơn các mùa khác, và người ta giết người rồi gây tai nạn nhiều thứ cũng hơn vào các mùa khác. Cho nên đấy là mùa của chiến trận chứ không phải chỉ là mùa vui mừng. Vừa là mùa phước hạnh nhưng mà cũng là mùa của chiến trận, bởi vì trong mùa đó Chúa muốn khai phóng phước hạnh thì ma quỷ cũng tìm cách để ngăn trở phước hạnh đó. Cho nên chúng ta vừa công bố phước hạnh của Chúa nhưng phải vừa chặn đứng và chặt đứt tất cả những cái công việc của ma quỷ. Amen. Tết cũng là dịp vui nhưng mà cũng là cái dịp để chúng ta chiến trận trong thuộc linh. Vì đến cái mùa đó là Chúa khai phóng các phước hạnh của Ngài cho hội thánh của Chúa và dân sự của Chúa và cho cả thế giới chứ không phải là chỉ cho con dân sự của Ngài. Chúa Giêsu bị cám dỗ và bị tấn công vào mùa nào? Để hỏi quý vị đi. Mùa nào? Mùa của mặt trời. Sao biết mùa phải vào mùa của mặt trời? Mùa đông không có mặt trời. Nếu mà mùa của mặt trời là ngoài mùa đông. Rồi bây giờ chúng ta xem sách Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 40-41. Chúng ta cùng chung đọc. Chúa Giêsu kêu gọi các môn đồ thức canh cầu nguyện vì Chúa biết rằng cái giờ này là giờ quỷ Satan tấn công mạnh nhất. Và Ngài đi xuống, Ngài quỳ xuống ở cái vườn Gethsemane, Ngài cầu nguyện và mồ hôi của Ngài đổ ra giống như gì? Giống như giọt máu lớn. Có nghĩa là lúc tấn công mạnh quá cho nên Chúa phải cổ lòng ra cầu nguyện. Và giờ này là giờ nào? Đấy là lúc mà Chúa Giêsu chuẩn bị bắt và chịu chết. Và nó vào khi nào? Ông bà anh chị em, Chúa chịu chết khi nào? Bị bắt và chịu chết khi nào? Vào tháng, vào buổi tối, đúng, vào buổi tối và vào tầm tháng 3, tháng 4, tức là vào mùa nào? Mùa xuân. Mùa xuân là mùa phước hạnh, nhưng đấy là lúc mà ma quỷ đã vận hành nhiều hết. Khi Chúa hành động, bất cứ khi nào Chúa hành động điều gì tốt đẹp, thì ma quỷ sẽ tìm cách để ngăn chặn được đó. Chúa làm việc vào giờ nào nhiều thì ma quỷ cũng sẽ làm việc vào giờ đó nhiều. Chúa yêu ai nhiều thì ma quỷ sẽ yêu người đấy nhiều hơn. Chúa muốn dìu dắt cuộc đời nào thì ma quỷ sẽ lập mưu để hãm hại cuộc đời đó. Hai đối tượng này luôn luôn nỗ lực, nhưng mà chúng ta nhớ rằng Chúa sẽ đi trước. Cho nên chúng ta có chu kỳ của mùa để chúng ta bước vào cái phước hạnh của cái mùa đó. Amen. Và đến cái đúng cái mùa đó chúng ta có thể công bố cái phước hạnh của Chúa trên mỗi một chúng ta. Quý vị ăn su hào vào mùa nào? Vào mùa lạnh.
Quý vị ăn sầu riêng vào mùa nào? Vào mùa hè. Mùa nào thì nó có hoa quả của cái mùa đó. Phước hạnh của Chúa cũng như vậy. Những phước hạnh sẽ được khai phóng theo thời, theo kỳ và theo mùa. Không phải lúc nào chúng ta muốn cái gì cũng được. Có những cái mà chúng ta phải chờ đợi. Cho Chúa Giêsu nói khi cầu nguyện thì phải chờ đợi, cầu nguyện cho đến khi nào nhận được. Ai quyết định cho việc thời điểm nào chúng ta sẽ nhận được? Chúa biết được khi nào Ngài khai phóng phước hạnh nào. Tiên tri Jeremy nói tiên tri về thời kỳ phu tù của dân Israel tại Babylon trong vòng bao lâu? 70 năm. Daniel sống ở giai đoạn nào? Cuối 70 năm đó. Còn Ezechiel sống ở giai đoạn nào? Ezechiel sống ở khoảng đầu và giữa. Còn Daniel sống ở giai đoạn cuối 70 năm phu tù. Nhưng mà có phải là đến giai đoạn là tự nhiên là dân Israel được trở về không? Không. Mặc dù ý muốn của Chúa là đến cuối 70 năm đó là sẽ được giải phóng, nhưng mà Daniel phải cầu nguyện. Và khi Daniel cầu nguyện thì Chúa sai thiên sứ trưởng Mikael đến để đem câu trả lời, và cuối giai đoạn đó dân Israel được khai phóng trở về đất nước của mình. Các ông bà chị em ơi, Chúa có thời điểm trong tất cả mọi sự. Trong sách truyền đạo có nói Chúa có thời điểm cho tất cả mọi sự ở trên đất này. Amen. Có thời điểm không phải chúng ta muốn là được, mà chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi đến đúng thời điểm thì chúng ta sẽ nhận được phước hạnh mà Chúa dành cho mỗi một chúng ta. Và chúng ta phải chiến đấu trong sự cầu nguyện để nhận được phước hạnh đấy từ Chúa. Rồi chúng ta có chu kỳ của thạc mùa, rồi đến chu kỳ của năm. Một năm có bao nhiêu ngày? Dạ, khoảng 354 đến 355 ngày theo lịch mặt trăng. Bước sang một năm mới là chúng ta bỏ qua đi những cái cũ của cái năm cũ đó để nhận phước hạnh từ năm mới. Có một điều chắc chắn, nếu chúng ta không sẵn sàng bỏ đi cái phước hạnh của năm cũ, chúng ta không bao giờ nhận được phước hạnh của năm mới. Có một người tặng cho cái mũ mới, nhưng mà đầu mình cứ đội cái mũ cũ, thì liệu chúng ta có nhận được cái mũ mới hay không? Nếu chúng ta cứ muốn giữ cái mũ cũ thì tôi tin rằng quý vị sẽ không nhận được cái mũ mới đâu. Ai muốn tặng cho chúng ta chiếc áo mới, nhưng mà chúng ta cứ muốn mặc áo cũ thì sao? Chúng ta không thể. Đó là lý do tại sao trong Kinh Thánh dùng cái từ hãy lột cái áo cũ của người già. Chúa dạy như vậy, hãy lột cái áo cũ, lột cái tư tưởng cũ ra. Áo ở đây không phải nói cái áo thân thể này đâu, mà nói mang ý nghĩa tượng trưng là lột cái tư tưởng cũ. Nếu mà muốn nhận được tư tưởng từ nơi Chúa, phải nhận được, phải lột bỏ. Sách Roma đoạn 12 câu số 2, đây là câu gốc mà chúng ta học ngày hôm nay đấy ạ. Đó là gì? Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Đừng làm theo đời này. Đời họ suy nghĩ một kiểu, đấy là việc của họ. Chúng ta không phải có trách nhiệm làm theo đời, mà chúng ta phải làm theo gì? Làm theo trời. Đi với đời thì làm giống đời, mà đi với trời thì làm giống trời. Chúng ta là con của trời, chúng ta tư duy giống như ở trên thiên đàng. Amen. Người ta bảo chúng ta là những người lạ đời. Cảm ơn Chúa vì mình là những người lạ đời. Vì đơn giản là mình là con trời. Con trời thì phải sống lạ đời, nhưng con trời phải sống giống đời thì không phải là con trời. Amen. Khi chúng ta đổi mới tâm trí của chúng ta thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Amen. Phải lột bỏ cái áo cũ của chúng ta đi thì mới kinh nghiệm được áo mới của chúng. Rồi sau đó chúng ta có một chu kỳ rất đặc biệt được ghi lại trong Kinh Thánh, đó là chu kỳ của năm hân hỷ. Chúng ta xem Lê Vi Ký đoạn 25 câu số 10. Chúng ta cùng nhau đọc trên màn hình. Xin cùng khởi sự. Các ngươi phải cầu năm 50 ngày,
mà giao quyền sự do cho đến phải thần giáo sứ ấy sẽ là thắng lợi của mọi người. Ai lấy đều được thật là thiếu nghiệp mình, và ai lấy đều trở về gia quyền mình. Chúng ta có Chúa thiết lập là ngày thứ bảy được gọi là ngày Sa-bát. Rồi chúng ta có tuần này, chúng ta có tháng này, chúng ta có mùa này, gọi là quý đấy. Chúng ta có năm này, rồi bây giờ là 49 năm nữa. Sau 49 năm thì đến thứ 50 được gọi là năm hân hỷ. Hân hỷ là vui mừng, hoan hở, niềm vui sự sống ấy. Thì cái năm này đặc điểm là gì? Chúa sẽ làm gì nào? Chúng ta nhìn được câu thánh này. Làm gì? Đây năm vui mừng vì mọi người được nhận lại cơ nghiệp. Và được những người bị phu tù thì sao? Những người mà làm nô lệ thì sẽ được tự do. Ai nợ nần gì ấy thì đều được xóa hết trong ngày hôm đó. Đất đai mà đi cho người ta vì khó khăn phải đi bán đi với nào đó, đến ngày đó sẽ trở về nguyên chủ hết. Có sướng không quý vị? Bây giờ chúng ta suy nghĩ dùm tôi nhé. Đấy là năm 7749 không ạ? 49. Bước sang năm thứ 49 là chuẩn bị để bước sang năm hân hỷ. Bây giờ quý vị, ở đây ai trong quý vị đang ở tuổi 49 và 53? Rồi. Bây giờ tôi gặp một anh em ít đi nhóm. Bây giờ bảo thầy ơi, năm này đúng năm em 49. Em gặp hạn suốt. Tôi cứ nghĩ cười thầm. Ít đi nhóm, không thờ Chúa, không làm theo lời Chúa thì tôi chả biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà chúng ta thấy năm 49 là năm gì? Có phải năm hạn không? Không, năm 49 là chuẩn bị bước sang năm ân hỷ. Ngày trước tôi dùng điện thoại có cái đuôi là đuôi số 49. Đến khi đi nạp điện thoại, tôi hay nạp vào một cái hàng đấy, họ giảm cho tôi mấy nghìn nữa. Lần đầu tiên tôi đi ra nạp điện thoại, đưa cái con số con đuôi 49, ngày đấy tôi còn dùng cái số đó. Cái chị đấy bảo, các anh dùng cái con số 49. 49 nó có sao? Có sao, có vấn đề gì không? Năm số 49 là số không tốt. Tôi không tin điều đấy. Lần sau ra nạp, cô này có đỡ không? Ai dùng số 49? Tôi dùng với cô, có dùng đâu mà tại sao cô phải thắc mắc nhỉ? Lần sau nữa tôi ra nạp cũng cái hàng đấy ở đường Trần Nguyên Hãng, cô có đỡ sai thì dùng số 49. Tức là trong đầu của người Việt Nam, con số 49 là con số hạ. Số hạ, số đen đủi. Nhưng mà xin hỏi ông bà chị em, tại sao người Việt Nam lại có cái suy nghĩ con số 49, con số 53 là con số hạ? Mê tín vào ạ. Rồi, từ đâu mà nó dẫn đến cái niềm mê tín đấy? Thế nào là mê tín hiệu? Thì mê tín là tin một cách không có cơ sở. Nhưng sự thật đấy là khi người ta tin như thế là vì là có nhiều người, người ta nhìn thấy nhiều người gặp nạn vào trong cái độ tuổi đó. Cho từ đó người ta mới rút ra được một cái kết luận như vậy. Nhưng Kinh Thánh Chúa nói năm thứ 49 là năm nào? Chuẩn bị cho năm của phước hạnh. Cho nên trong danh của Chúa Giêsu, chúng ta có thể khai phóng phước hạnh của Chúa vào tuổi thứ 49. Amen. Amen. Người nhà sẽ bảo mày cẩn thận nhá, đi ra đường cẩn thận nhá, năm nay mày 49 đấy. Hallelujah, tôi phải mang bao tải để đựng phước của Chúa. Năm thứ 49 là năm Chúa chuẩn bị để khai phóng phước hạnh, chúng ta được tự do, tài sản trở về nguyên chủ, thì ma quỷ sẽ tìm cách để
cản trở cái điều đó. Amen không phải chị em? Cảm tạ ơn Chúa. Chúc mừng những người ở tuổi 49. Có ai nghĩ tuổi 70 tuổi hạn đâu? Có 70 là con số trọn vẹn của Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được phước hạnh từ Chúa. Để có thể bước vào phước hạnh từ nơi Chúa, kinh nghiệm đó, chúng ta phải sẵn sàng bỏ đi cái chu kỳ cũ thì chu kỳ mới mới có thể đến cho chúng ta. Còn nếu không, những cái cũ của chu kỳ cũ sẽ đeo theo cái chu kỳ mới. Cho nên có người nghiện rồi nghiện đi nghiện lại, tái đi tái lại. Có những cái người gọi là phạm tội, phạm tội đi phạm tội lại, và phạm nhiều quá đến nỗi tự mình nói lại với mình chắc là mình phải sống cả đời với nó. Đấy là một trong những sự lừa dối mà ma quỷ lừa vào tâm trí chúng ta. Thực ra khi bước sang một ngày mới là ma quỷ biết rằng nó phải tung chúng ta ra, nhưng vì nó lừa được chúng ta, nó làm chúng ta nghĩ trong đầu rằng là không được, không thoát ra được. Thế cho nên là cái cũ ấy nó vẫn có thể đeo theo chúng ta. Nên nếu như mà kết thúc một ngày, chuẩn bị kết thúc một ngày là lúc chúng ta có thể công bố rằng chúng ta được tự do ra khỏi cái cũ. Nếu như con một ngày này con đã sống trong sự thất bại thì trong danh Chúa Giêsu bước lúc mặt trời lặn bước sang một ngày mới, đến lúc còn công bố còn sống trong sự thành công của Chúa. Khi bệnh tật, ốm yếu mệt mỏi, đấy là lúc chúng ta nhân danh Chúa được công bố rằng hết thời kỳ bệnh tật rồi, tôi có thể sống trong sự chữa lành, được trong sự tự do. Vì Kinh Thánh nói là bởi lăn đòn của Ngài tôi được lành bệnh. Chúng ta không sống bởi cảm xúc, không sống bởi thực trạng, mà sống bởi lời của Đức Chúa Trời. Amen. Thực trạng không quyết định số phận của chúng ta, lời của Đức Chúa Trời quyết định số phận của chúng ta. Dân Israel bị nô lệ ở Ai Cập 30 năm, 400 năm đi lang thang ở trong đồng vắng bao nhiêu năm? 40 năm. Phải hoàn thành đủ 400 năm thì mới được tự do. Muốn được tự do sớm hơn cũng không được. Nhưng mà đến thời kỳ để được tự do mà không mạnh dạn đứng lên chiến đấu với quân Pharaoh để giành được tự do thì có thể tiếp tục 400 năm nữa ở tại Ai Cập. Đến thời điểm Chúa giải phóng chúng ta là chúng ta phải nắm bắt đến cái cơ hội đó. Amen. Chúa có thời điểm trong mọi sự. Cho đến cái thời điểm đó, dân Israel phải sẵn sàng đứng dậy, từ bỏ Ai Cập để tiến vào trong sứ hứa. Chúng ta muốn tiến vào được trong sứ hứa, lời hứa của Chúa, chúng ta phải từ bỏ Ai Cập. Amen. Quý vị biết tại sao Chúa để dân Israel lang thang trong Ai Cập 40 năm thay vì 40 ngày không? Thực ra quãng đường đi từ Ai Cập đến Israel chỉ mất 40 ngày đi bộ. 40 ngày. Bởi vì nếu như mà dân Israel ấy tiến vào trong Ai Cập, tiến vào trong sứ hứa trong vòng chỉ có 40 ngày thôi thì họ sẽ chết ở tại sứ hứa đấy nhiều, rất là nhiều. Vì họ mang trong mình cái hệ tư tưởng của Ai Cập quá nặng nề. Cho nên Chúa phải mất 40 năm cho họ đi lòng vòng. Làm gì? Để đi như thế, để loại dần ra họ cái tư tưởng của Ai Cập. Tại
Tại sao chúng ta tin Chúa, Chúa cho chúng ta chết lên thiên đàng luôn? Vì trước khi chúng ta lên thiên đàng, Chúa phải loại cái tư tưởng thế gian ra khỏi lòng chúng ta. Amen. Trên thiên đàng có nóng giận không? Trên thiên đàng có giận dữ không? Trên thiên đàng có tham lam không? Trên thiên đàng có cám dỗ không? Trên thiên đàng có lầm bầm không? Trên thiên đàng không một ngày nào ông chồng phải nghe lời bà vợ lầm bầm. Trên thiên đàng toàn những lời ca và tiếng hát, toàn những sự sống thôi. Amen. Cho nên Chúa cho chúng ta sống ở trên đất này để loại bỏ những cái tư tưởng của thế gian, tư tưởng xấu xa của mỗi chúng ta ra, để chúng ta xứng đáng được lên thiên đàng. Chúa phải mất 40 năm thay vì 40 ngày để Chúa dân Israel phải loại bỏ tư tưởng Ai Cập trong lòng. Phi-e-rơ yêu Chúa rồi lại phản bội Chúa. Nhưng mà Chúa đã cảnh báo rằng là khi người thức tỉnh thì hãy quay trở lại và chăm dân của ta, chăm sóc cho bầy chiên của ta. Và lúc kia Phi-e-rơ nhìn thấy Chúa thì ông không xấu hổ lắm. Xấu hổ lắm, ông đang cẩn trận, ông đang đánh cá, nhưng mà ông còn nhảy cả xuống nước để che thì cái sự trần, cái cẩn trận của mình. Ông xấu hổ không dám nhìn Chúa. Nhưng mà Chúa gọi Phi-e-rơ, người yêu ta chăng? Mà chị em thôi, cái kinh nghiệm đau thương đấy Phi-e-rơ cũng phải cởi bỏ nó đi thì ông mới có thể kinh nghiệm được tình yêu tươi mới và sự phục hồi từ nơi Chúa. Em có nhiều người sa ngã nhưng mà cứ sống mãi với cái cảm xúc đau thương của cái sa ngã đấy. Chúa đã tha thứ rồi, Chúa đã tha thứ rồi. Cảm ơn Chúa vì Chúa tha thứ cho con. Con có yếu đuối, con có sa ngã, nhưng bây giờ con được tự do để sống một đời sống tươi. Ruth là một người đàn bà ngoại. Bà là người ngoại bang, lấy một người chồng Do Thái Israel, và cuối cùng thì ông chồng chết. Và phải sống một đời quá buồn 30 năm. Nhưng mà đến thời điểm, hết thời điểm quá buồn, Ruth được Chúa ban cho một người đàn ông tên là Boo. Và vì kết hợp với Boo mà sản sinh ra dòng giống là ông tổ của vua David, mà từ vua David thì sinh ra Chúa Giêsu. Trên một người đàn bà quá đã được trở thành tổ mẫu của Chúa Giêsu. Người một người đàn bà ngoại bang, ông bà anh chị em ơi. Cho nên là thời kỳ, hết thời kỳ quá bùa thì mình phải cởi bỏ cái áo quá bùa đó đi thì mới lấy chồng được. Hết thời kỳ của đau buồn thì phải cởi cái áo đau buồn đi thì mới kinh nghiệm được sự vui mừng của nơi Chúa. Hết thời kỳ của than vãn, phải cởi cái sự than vãn nó đi, chúng ta mới có kinh nghiệm được tình yêu thương và sự vui mừng của nơi Chúa. Đừng để tâm trí chúng ta bị trói buộc hoài bởi những cái tư tưởng cũ. Có những người nhớ mãi những cái chuyện ngày qua, nhớ mãi những cái chuyện của tháng trước, nhớ mãi những cái lời nói của người ta mà nói về mình không vui. Nếu mà mình muốn mắm muối mắm mình với những cái điều đấy thì mình sẽ chết sớm, ung thư sẽ sớm đến thăm viếng chúng ta. Nhớ mãi những cái chuyện mà chồng, lời chồng nói, lời vợ nói làm mình đau lòng, cứ nhớ đi nhớ lại mãi, nhớ ghi cả vào nhật ký rồi kể lại cho con cháu của mình, làm cho con cháu của mình cũng tổn thương thêm. Nếu mà chúng ta nhớ hoài những điều đó thì tự chúng ta sẽ giết chết, chúng ta không kinh nghiệm được sự tươi mới. Roma đoạn 12, hãy đổi mới tâm trí mình thì mới biết được ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn từ nơi Chúa. Tư duy kiểu cũ, suy nghĩ kiểu cũ thì không thể nào mà kinh nghiệm được như thế nào. Và sang một năm mới, tôi khuyến khích ông bà anh chị em, những điều gì của cũ hãy viết nó ra, nhân danh Chúa, gạch bỏ đốt đi. Viết ra một điều mới, những điều mới phước hạnh, bình an trong danh Chúa, đây là những điều thuộc về con. Con sẽ nhận lấy nó, con thuộc về nó thuộc về con. Những điều cũ kia thuộc về quá khứ, quăng nó sang bên, quăng nó xuống địa ngục trong danh của Chúa. Amen. Amen.